Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay khách thái tiếp tục đến nhà vườn của chị Bích Nhung có một số hoa giấy và phao giấy muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị mình ha. Rồi, chào chị Nhung. Rồi, mến chào quý cô chú và anh chị đến với kênh Pháp Thái TV. Trở về nhà vườn của Bích Nhung. Nhà vườn Bích Nhung chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã ủng hộ nhà vườn trong suốt một thời gian hết quý cô chú anh chị và cái clip vừa rồi. Rồi, nhà vườn là ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại bên nhà vườn là 0334270232, cũng là số Zalo bên nhà vườn của Bích Nhung hết quý cô chú và anh chị. Hôm nay mình cũng có một số phôi, em cũng còn một ít phôi ha. Một số phôi giấy Mỹ ghép ngũ sắc. Rồi, để không mất thời gian của quý cô chú và anh chị, mình vô cái thông số đầu tiên là một cây Ấn Độ và cam ha. Cây này là ghép hai màu hay quý cô chú và anh chị. Đặc biệt cái form quá xá. Cây này không biết cái tàn ngang nó to lắm. Cây này ơi, lùng quá. Chiều cao cây này mình tính là 1m35 đi quý cô chú ơi. Nó còn ngãi nữa, tại vì em đo không tới, thì đo tới đâu tính tới đó. Nó ngang mình tính như hết thước nha quý cô chú. Những cái sỏ nó ra thuốc ngoài đó thì nó còn rất là dài. Hồng cam Ấn Độ quý cô chú. Cây này quý cô chú nào có về mình lấy bo mình ghép qua được ha. Để cho nó sạch ha. Để sạch quái. Quanh cổ vị trí này là 21 ha quý cô chú và anh chị. Đế rất là sạch ha, không tì vết gì hết ha quý cô chú và anh chị. Hoa nó xỏ xuống, đặc biệt cánh hoa cánh rất là to luôn. Mã số 1 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.200.000 đồng, em bao phí vận chuyển ha quý cô chú và anh chị. Cây này phí ship nặng quý cô anh chị, do đóng cái khung á. Cây vàng xỏ cực kỳ đẹp. Rồi, tiếp theo mã số 2 là một cây cẩm thạch ha quý cô chú. Chiều cao cây này là 80, xin lỗi để đo lại. Chiều cao cây này là 82. Đặc biệt nhánh nó xỏ xuống quý cô chú. Xỏ xuống rất là đẹp, phơm tròn. Tán ngang cây này là 1m1 ha quý cô chú. Để quái luôn ha. Mình có vị trí này là 12 ha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 2 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 600.000, em bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú và anh chị. Phùng tàn tròn xỏ xuống rất là đẹp luôn. Cây mình đi trong quá trình đi nó sẽ bị rụng bông nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cây hết ha. Về một thời gian khoảng tầm chừng 20 ngày tới 1 tháng là nó ra tược, nó sẽ ra bông lại ha. Mã số 3. Mã số 3 cũng là một cây cẩm thạch luôn ha quý cô chú và anh chị. Cây một rễ luôn quý cô anh chị. Chiều cao cây này là 1m hay quý cô chú. Một rễ lắc lượng luôn, có cái rễ phụ ha. Mình có vị trí này là 14, gần 15, mình tính 14 ha. Rễ rất là sạch. Mã số 3 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000, em bao phí vận chuyển luôn ha. Đang xỏ xuống nó rất là xinh ha quý cô chú. Tiếp theo mã số 4 cũng là một cây cẩm thạch ha. Cây này vẫn có một rễ luôn ha quý cô chú và anh chị. Chiều cao cây này là 82. Nhánh nó xỏ xuống khỏi mặt chậu luôn quý cô anh chị. Tán ngang cây này là 1m05. Hoa nó xỏ xuống rồi nè, ở dưới luôn. Mình có vị trí này là 13 ha quý cô chú anh chị. Mã số 4 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000, em bao phí gì vận chuyển luôn ha. Cây này quý cô chú anh chị mình về mình lên cái đôn ha, để cho nó xỏ xuống là cực kỳ luôn. Quý cô chú. Cây nào đây ta? Cây này đi. Tiếp theo. Tiếp theo mã số 5. Cây này 4 là màu. Là một cây 3 màu lửa và một màu tím tuyết. Tím tuyết ha quý cô chú, là 4 màu. Cây này là có 4 màu ha. Rất hoa chứ. Cây form rất là tròn. Chiều cao cây này là 97. Tán ngang cây này là 1m1. Mình có vị trí này là 21 ha quý cô chú và anh chị. Mã số 5 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000, em bao phí vận chuyển ha. Cây form rất là tròn và gỗ hoa luôn quý cô anh chị. Rồi. Rồi, tiếp theo một cây nữa em muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị mình là cây này vậy.
Cái này có ba màu hả quý cô chú? Quá xá đẹp. Cái này là cam lửa và tím lửa và đỏ lửa, nó có ba màu ha. Mã số 6. 3 trong 1. Chiều cao cây này là 1m15. Tán ngang cây này là 1m05. Mình có ở vị trí này là 28 hả quý cô chú. Nó có một cái lỗ nhỏ, cái là nó bị cái thẹo này, nhưng mà nó đá rồi ha. Đá không sao, nó không có ăn lòi vô trong ha. Mã số 6 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000, em bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 7. Cũng là một cây phôi giấy Mỹ ghép 3 màu, 4 màu. Cây này 4 màu hả quý cô chú. 3 màu lửa và 1 màu tím tuyết ha. 3 màu lửa là gồm cam lửa, đỏ lửa và đỏ lửa và tím lửa ha. Chiều cao cây này là 95. Cây này với cây vừa rồi là một cặp đó quý cô chú, 4 màu. Tán ngang cây này là 1m13. Cùng toàn thành phẩm rồi, tròn xe luôn. Quanh cổ. Vì cái phôi nó rất là già luôn. Quanh cổ ở vị trí này là 26 ha quý cô chú và anh chị. Rồi, mã số 7 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000, em bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú. Cùng toàn rất là to ha. Rồi tiếp theo mã số 8 là một cây tím mà dòng này nó đột biến từ cẩm thạch tím đó quý cô anh chị, tím Huế. Tím Huế người ta có người thì gọi dạng qua lầu. Cái form này về quý cô anh chị mình vô dây hoặc là mình con lại ha. Cái phôi với Mỹ rất là lực luôn, rất xinh hả quý cô chú anh chị. Chiều cao cây này là 85. Tán ngang của nó là 80. Cây này do mình nó mới vừa xỏ ra, chưa có cuôn lại cho nên là thấy cái tạng nó cũng chưa được đặt hung ha. Nhưng mà nó cũng mình cũng chơi lần lần tới Tết. Mình có vị trí này là 26 nha quý cô chú. Em đo thử cái cửa sổ của nó. Cửa sổ của nó là 40 luôn. Mã số 8 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000, em bao phí vận chuyển luôn ha. Hồi rất là to. Này rất là lực ha. Rồi tiếp theo mã số 9. Vẫn là màu tím luôn. Mã số 9 cũng là một cây tím luôn ha quý cô chú. Tím Quế ha. Chiều cao cây này là 85. Tán ngang cây này là 75. Mình có vị trí này là 20, gần 29, mình tính 28 cho quý cô chú anh chị mình luôn ha. Cửa sổ của nó là 32. Mã số 9 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000, em bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo một mặt hàng nữa, mã số 10 là một cây cẩm thạch. Cây này thì mình ghép thì nó nói chung là mới ghép có một thời gian ngắn cho nên cái tàn nó cũng chưa được ấy ha. Quý cô chú nào mà mình thích chơi vô dây và đánh mâm á, cái này mình đánh mâm ra. Này mình đánh mâm đánh chi ra được hết ha. Tại vì em bữa nay không có thời gian làm. Chiều cao cây này là 84. Tán ngang cây này là 63. Đế rất là sạch ha. Nhỏ ha. Mình có vị trí này là 17 ha quý cô chú và anh chị. Cửa sổ rất là đẹp ha. Cũ nó rất là sạch đẹp ha. Cửa sổ 40. Mã số 10 hay 11 rồi? 10. Mã số 10 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 600.000, em bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 11, cũng là một cây cẩm thạch. Cây này cẩm thạch có hai màu ha. Cây này có hai màu hay quý cô chú và anh chị. Cây đi em nói trước là trong quá trình đi cây sẽ bị rụng bông, nhưng nó không ảnh hưởng gì cây hết hay quý cô chú và anh chị. Chiều cao cây này là 90. Tán ngang cây này là 85. Tím nhạt nữa quý cô chú, nó dợt hơn. Mình có vị trí này là 24 hay quý cô chú và anh chị. Cửa sổ của nó là được 30. Mã số 11 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000, em bao phơi xin lỗi. Mã số cái cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 800.000, em bao phí vận chuyển nha. Mã số 11 800.000 hay quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 12 là một cây ngũ sắc. Cây này có một rễ hay quý cô chú anh chị, gom tàn gom luôn ha. Đặc biệt cái củ rất là to. Cây này thì ngũ sắc nhưng mà cây thì nó chưa có ra tàn, phơm tàn thôi. Chiều cao cây này là 1m. Tán ngang cây này là 60.
cái màu băng keo làm dấu những cái màu sắc nổi. Cây đây là bao đủ 5 màu cho mình ha. Mình có vị trí này là 28 hay quý cô chú anh chị. Một rễ ha. Bình to ha. Mã số 12 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình. Là 600 ngàn bao phí vận chuyển ha quý cô chú và anh chị. Ngũ sắc 5 màu thái quý cô anh chị. Rồi tiếp theo mã số 12, 13. 13 cũng là một cây ngũ sắc luôn ha. Cây này thì nó lên màu thì nó hầu như là nó đủ gần đủ rồi quý cô chú ơi. Màu đỏ nè. Rắn có hồng, màu cam, màu vàng, màu đỏ. Màu đỏ nè. Màu vàng lên luôn. Nó đủ nè, đủ 5 màu hết trơn đó ha quý cô chú. Chiều cao cây này là 95. Giá ngang cây này là 74. Mình có ở vị trí này là 27 ha quý cô chú anh chị. Đồ này coi sạch không thì vết luôn nha quý cô chú. Củ sổ rất là to, củ nó rất là to ha. Củ sổ nó là được 32, mã số 12, 13 này giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 600 ngàn em bao phí vận chuyển ha quý cô chú. Nhìn cái cây lên rất là tiếp theo mã số 14 cũng là một cây ngũ sắc luôn ha. Cây này thì do mình mới ghép một thời gian ngắn thôi cho nên là tàn nó chưa có ra. Nhưng mà cây thì em bao đủ 5 màu cho mình, về trong quá trình nếu mà ra không đủ màu em hoàn toàn chịu trách nhiệm cho quý cô chú anh chị mình ha. Làm dấu băng keo là 2 màu quý cô chú, hai bo ha, cái màu vàng nè, màu hồng. Cái này là nó dư màu, dư bo luôn á, dư màu luôn á, tại vì cái chi nó nhiều á, ghép thêm. Như đỏ này mình ghép cũng hai màu luôn ha. Chiều cao cây này là 1m. Tán ngang cây này là 63. Mình có ở vị trí này là 24 ha quý cô chú anh chị. Củ rất là quái ha. Sạch. Củ số nó được 35. Mã số 14 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn em bao phí vận chuyển luôn ha. Tiếp theo mã số 15 cũng là một cây phôi giấy Mỹ luôn ha. Quý cô chú nào mình mua như thế này nè, về là mình để là nó ra tược chừng 2 cắt chừng 2 kê nữa là bắt đầu là nó tược rất là to ha. Chiều cao cây này là 98. Tán ngang của nó là 70. Hoành cổ là 26 hay quý cô chú và anh chị. Củ số của nó là được 32. Mã số 15 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn em bao phí vận chuyển hay quý cô chú và anh chị. Rồi, vẫn là 5 màu, thấy. Tiếp theo mã số 16 cũng là một cây phôi giấy Mỹ. Cây bữa nay hôm nay là củ rất là lực ha quý cô chú. Hàng tuyển chọn quý cô chú chị. Chiều cao cây này là 96. Tán ngang cây này là 82. Màu đỏ đang lên, màu hồng rồi. Mình có vị trí này là 29 ha quý cô chú và anh chị. Để đặt luôn. Củ số của nó là được 32. Mã số 16 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn em bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú và anh chị. Hôm nay do cái hàng của mình là củ nó to nhưng mà cái tàn thì nó chưa có được đặt cho nên mình để giá yêu thương cho quý cô chú anh chị mình về để nuôi tàn lại ha. Cái này mình chỉ về mình nuôi tàn thôi. Mã số 17 cũng là một cây ngũ sắc luôn ha quý cô chú. Chiều cao cây này là 98. Ủa xin lỗi, 94. Quá xá lên bức luôn. 94, chiều cao cây này là 94. Tán ngang cây này là 76. Mình có ở vị trí này là 24 hả quý cô chú. Mã số 17 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn em bao phí vận chuyển luôn hả quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em có một cây là cây này là cây tím mà. Tím bướm. Tím bướm mà cây này là gốc. Giấy gì quên rồi. Phôi sát pháo hả quý cô chú. Cái phôi của nó là phôi sát pháo. Cây này là cũng có điểm một nước dây rồi ha. Dáng bay lắc lượng ha. Chiều cao cây này là 60. Tổng tán của nó là 59. Cây này vô cây bài luôn quý cô chị. Tại cành nóng rất là đẹp. Mình có ở vị trí này là 23 hả quý cô chú và anh chị. Tại cành bỏ cây này là nó là thuộc cây tím. Cây phôi của sát pháo ha, chứ không phải là phôi giấy Mỹ nha quý cô chú và anh chị. Mã số 18 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600 ngàn em bao phí ship luôn ha. Tiếp theo mã số 19. Cây này là hồng gân hả quý cô chú anh chị. Hồng gân. Đang lên cơ búp quá xá luôn.
Mã số 19 là cây hồng gân, chiều cao cây này là 95, tá ngang cây nó là 79. Mình có vị trí này là 16 nha quý cô chú và anh chị. Dạ đấy ha, rành rắn luôn. Cụ số của nó là được 40 luôn quý cô chú ơi. Mã số 19 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 600.000 em bao phí ship luôn ha. Rồi tiếp theo cũng là một cây hồng gân. Hoa nó nở mới màu trắng, sau khi đó là nó là điểm điểm màu tím lên rất là đẹp luôn. Này ha, cái màu này nó nở rồi gì là nó cái hồng gân ha quý cô chú. Nó mới nở thì nó trắng trắng nhưng mà nữa thời gian qua nó già già bông lên thì nó sẽ lên màu hồng. Chiều cao cây này là 85. Tá ngang cây này là 1 mét. Một rễ ha. Dưới nở hậu. Mình cổ là 15 hả quý cô chú và anh chị. Đế già mà lên trắng. Mà số 20 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 400.000 em bao phí ship hả quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 21. Cũng là một cây hồng gân luôn ha. Như cái cây này thì cái bông nó già thì nó sẽ lên cái màu hồng ha, hồng đậm. Chiều cao cây này là 96. Tá ngang cây này là 88. Mình có vị trí này là 14 ha quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 21 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 400.000 em bao phí ship luôn ha. Rồi tiếp theo em có một cặp phôi giấy Mỹ riêng luôn ha quý cô chú. Cây mình nuôi tàn như thế này gì cũng một thời gian cũng rất là lâu mình mới được cái tàn như vậy ha. Mã số 22. Chiều cao cây này là 90. Tá ngang là tàn tròn như cái banh luôn. Tá ngang là 90 luôn quý cô chú ơi. Đế đặt. Mình có vị trí này là 15, có dư mình tính 15 ha. Củ sổ rất là đè sạch quý cô chú ơi. Củ sổ của nó là 35. Mã số 22 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 500.000 em bao phí vận chuyển ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo cũng là một cây phôi giấy riêng luôn ha quý cô chú. Củ rất là đặc ha. Cây này cặp ha. Cây này là đựng cặp, bữa nay em lên này một cặp ha. Một cặp nó này là nó tương xứng với nhau. Chiều cao cây này vẫn là 90. Tá ngang cây này 90 luôn. Gối đế đặc. Mình có là 15 ha quý cô chú anh chị. Cây này hôm qua em cũng có đo rồi. Có là 15 ha. Nó có một cái lỗi nhỏ là cái da này nhưng mà nó không sao ha quý cô chú. Do vận chuyển ha. Cụ số của nó là vẫn là 35. Mã số 23 này giao lưu với cô chú anh chị mình vẫn là 500.000 em bao phí vận chuyển luôn ha. Tiếp theo là mình một số mặt hàng muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị mình là phôi ha quý cô chú. Phôi giấy Mỹ ha. Bên em cũng còn một ít thôi. Lên cái giá yêu thương cho quý cô chú mình luôn. Mã số 24 là một cái phôi giấy riêng. Chiều cao cây này là 55. Quanh cổ ở vị trí này là 27 ha quý cô chú và anh chị. Cổ sổ của nó là 42. Mã số 24 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình 500.000 em bao phí vận chuyển luôn ha quý cô chú và anh chị. Để gói đặt là sạch quý cô chị. Tiếp theo mã số 25. Cũng là một cây phôi giấy Mỹ luôn riêng luôn ha. Chiều cao cây này là 56. Đế này quái. Quanh cổ ở vị trí này là 27 luôn quý cô chú ơi. Giống như một con thú nằm dài ha. Cụ sổ của nó là 49. Cụ sổ rất là dài ha. Chim trước chim sau ha. Úp chân hết. Có chân ha. Này giống như con thú nằm ha. Mã số 25 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 500.000 em bao phí vận chuyển luôn ha. Tiếp theo mã số 26. Cũng là một phôi giấy Mỹ luôn ha quý cô chú. Chiều cao cây này là 56. Mình có vị trí này là 26 ha. Ôi già thôi. Cụ sổ của nó là 43. Mã số 26 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 500.000 em bao phí vận chuyển ha quý cô chú và anh chị. Mình trồng vai trồng móc gì vẫn được nha. Mình cái này mình có thể mình trồng móc được ha quý cô chú. Cây này mình trồng móc được. Móc đổ xuống vậy ha. Mã số 27. Mã số 27 cũng là một cái phôi giấy Mỹ luôn ha. Đây này đẹp cây. Chiều cao của nó là 57. Ở đế của tụi chị em. Mình có ở vị trí này là 27 ha quý cô chú. Cụ sổ của nó là 50. Cụ sổ rất là dài ha. Cụ
mã số 27 này. 27 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 500.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rất là sạch thôi ha. Tiếp theo mã số 28 là một cây phôi giấy Mỹ luôn ha. Đây cành giót luôn kìa. Chiều cao cây này là 60. Anh có ở vị trí này nhiều anh cứ. Dành 26 mình có 26 nha quý cô chú và anh chị. Cụ sổ của nó là 48. Mã số 28 này giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 500.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Mô Phật. Nặng quá lật luôn. Tiếp theo mã số 29 cũng là một cây phôi giấy Mỹ luôn ha. Như cái bàn tay ha. Chiều cao cây này là 47. Tay cành là 5 chi. Mình có vị trí này là 26. Cụ sổ của nó là 40. Mã số 29 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 500.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Tiếp theo mã số 30 cũng là một cây phôi giấy Mỹ luôn ha. Chiều cao của nó là 56. Nở đi. Mình có vị trí này là 26 ha quý cô chú và anh chị. Cụ sổ của nó là 42. Mã số 30 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình vẫn là 500.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo một mặt hàng nữa em muốn giới thiệu với quý cô chú anh chị mình là em có hai cây ha. Cây này thì em cắt quên cái tàn xương lại. Mỹ hồng thân chậu quý cô chú. Cái trồng trong chậu từ nhỏ ha. Một cốt quên tàn tròn. Chiều cao cây này là 1m2. Tán ngang cây này là 1m15. Hoành thân là 10 ha quý cô chú anh chị. Thoát thân cây này là 45. Mã số 31 này giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 250.000, em bao phí ship luôn ha quý cô chú và anh chị. Rồi tiếp theo mã số 32, cây đây cũng là một cái cây cuối clip của hôm nay ha quý cô chú và anh chị. Là một cây Mỹ Hồng thuần chậu. Toàn nó nặng nghiêng luôn quý cô chị. Cây này thì do chọc cái cây này nó cây cắm hơi bị yếu cho nên là nó không được thẳng lên, nhưng mà cây thì thẳng ha. Chiều cao cây này là 1m1. Tán ngang cây này là 1m1. Hoành thân là gần 10 ha quý cô chú và anh chị. Thoát thân cây này là 37. Mã số 32 này là em giao lưu với quý cô chú mình vẫn là 250.000, em bao phí ship luôn ha. Rồi đây cũng là một cái cây cuối clip hôm nay. Mến chúc quý cô chú và anh chị luôn luôn sức dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý ha quý cô chú. Hẹn lại quý cô chú và anh chị clip sau ha. Mình chào quý cô chú. Rồi xin chân thành cảm ơn quý anh chị ha. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo của nhà vườn chị Bích Nhung nha.